Những năm gần đây, huyện Bình Đại xuất hiện nhiều mô hình kinh tế do nữ làm chủ, tiên phong trong khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo, đạt hiệu quả và tạo việc làm ổn định cho hội viên phụ nữ nhàn rỗi của địa phương và các vùng lân cận. Chị Phạm Thị Ngọc Loan ở ấp Vinh Hội, xã Giang Quế Tây là một hình mẫu điển hình của người phụ nữ trong thời kỳ đổi mới. Thì trước là chị đi làm ở thành phố, vì hoàn cảnh gia đình cho nên là chị mới về quê. Là chị đang làm ở công ty, rồi mẹ bệnh cho nên là về đây. Rồi chị nghĩ về đây là cái nghề mai của mình là hợp với mình, với hợp với mấy chị em phụ nữ ở địa phương. Cho nên là chị về, chị có cái ý là chị mở về để thứ nhất là giúp được cho chị và lo cho mẹ, rồi giúp được cho chị em phụ nữ ở đây có được một cái thu nhập. Với sự cần cù chịu khó, chị Loan đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách huyện, Quỹ Phụ nữ Phát triển Kinh tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ số tiền 164 triệu đồng. Từ đó, chị tiếp tục mua thêm máy may, mở rộng quy mô sản xuất, nhận gia công ga gối nệm với số lượng lớn từ nhiều khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc may tại cơ sở của chị Loan cho thu nhập ổn định, lại không phụ thuộc về thời gian, nên có nhiều chị em phụ nữ tìm đến để may. Hiện cơ sở may gia công của chị Loan với 36 chị trực tiếp gia công, trong đó có 16 chị làm việc tại chỗ. Thu nhập mỗi tháng mỗi chị từ trên 3 triệu đồng đến 9 triệu đồng tùy theo công đoạn. Riêng các chị nhận về nhà làm theo sản phẩm có thu nhập ổn định trên 200.000 đồng trên một ngày. Từ lúc mà có cái xưởng của cô Loan mở ra đây thì giúp đỡ chị em phụ nữ ở trong xã nhiều, cải thiện đời sống tốt. Đối với bản thân mình thì cũng có việc làm ổn định. Lương cũng tốt, tại vì mình làm ở đây là không có tăng ca, cho nên cũng có cái thời gian về mình chăm sóc gia đình được. Chị Loan cho biết, từ 3 đến 7 ngày, chị lấy hàng về một lần, mỗi lần từ 1.500 đến 3.000 bộ sản phẩm. Trong quá trình may, chị em nào chưa may được, chị Loan đứng ra hướng dẫn nhiệt tình đến khi may được. Hiện tại, mỗi tháng sau khi trừ chi phí, chị Loan có thu nhập trên 20 triệu đồng. Chỉ sau 3 năm khởi nghiệp, gia đình chị đã thoát hộ cận nghèo. Mặt khác, nếu như trước đây, phụ nữ nhàn rỗi trên địa bàn xã chiếm tỷ lệ cao, thì khi cơ sở may gia công của chị Loan thành lập, địa phương không còn phụ nữ nhàn rỗi, đời sống ngày càng được nâng cao. Thành công của chị Loan đã được Trung ương công nhận giải thưởng Doanh nhân BIMO tiêu biểu City Việt Nam năm 2018, được Hội Liên hiệp Phụ nữ Bến Tre biểu dương gương điển hình tiên tiến 5 năm trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và được huyện xã tặng nhiều giấy khen với nhiều thành tích. Không những nhạy bén tích cực phát triển kinh tế, chăm lo gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan, tạo việc làm ổn định, giúp nhiều chị em phụ nữ cải thiện đời sống gia đình, chị Loan còn chủ động tham gia công tác xã hội tại địa phương. Trước đây thì các chị em chưa có tiếp cận được cái mô hình may này của chị Loan thì đa số là cũng đang cộng lát, thì thu nhập cũng không có cao, khoảng vài chục chị thôi. Nhưng mà sau khi được hội giới thiệu cái mô hình của chị Loan thì các chị em mà rỗi nghề thì tới lãnh thì khoảng tăng thêm được từ 60 đến 70 chị em nữa. Thì từ đó cũng phát triển thêm được kinh tế cho các chị. Thành quả đạt được của chị Phạm Thị Ngọc Loan là kết quả của sự cần cù, chịu khó, mạnh dạn vươn lên khởi nghiệp, làm giàu chính đáng và là tấm gương rất đáng trân trọng. Hình mẫu của chị Loan đã góp phần tô thêm vẻ đẹp của người phụ nữ vùng quê biển và xứng đáng là tấm gương sáng để nhân rộng.